hai tám bồ tát chánh thú phó thác thứ tám hồi hướng tướng chân như bấy giờ thiện tài đồng tử Cung kính tuân lời Bồ Tát quán tự tại, bèn đi đến chỗ Bồ Tát Tránh Thú, đảnh lễ ngài rồi chắp tay đứng bạch rằng: Đức Thánh con trước đã phát tâm an Đậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Bồ Tát Tránh Thú nói: Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát tên là Hạnh phổ môn mau chóng, thiện tài nói: Đức Thánh ở chỗ Đức Phật nào đắc được pháp môn này, ngài từ cõi nào đến, cõi đó cách đây bao xa, ngài từ đó đến đây bao lâu? Bồ Tát Tránh thú nói: Việc này khó biết được, tất cả thế gian trời người, A tu la, sa môn, bà la môn vân vân, không thể biết được chỉ có các chúng bồ tát dũng mãnh tinh tấn không thối lùi không sợ hãi đã được tất cả bạn lành nhiếp trì chư phật hộ niệm căn lành đầy đủ ý chí ưa thích thanh tịnh đắc được căn bồ tát có con mắt trí huệ mới nghe được thọ trì được hiểu được nói được thiện tài nói đức thánh con nương thần lực của phật sức lực của thiện tri thức tin được thọ được xin hãy vì con mà nói, Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện Nam Tử, ta từ phương Đông thế giới diệu Tạng chỗ Đức Phật phổ thắng xanh đến cõi này. ở chỗ Đức Phật đó đắc được pháp môn này, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. ở trong mỗi niệm, ta đi qua số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. mỗi mỗi bước qua các cõi phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới mỗi mỗi cõi phật ta đều vào khắp đến chỗ đức phật dâng lên đồ cúng dường tốt nhất các đồ cúng dường đó đều do tâm vô thượng làm thành ấn chứng không pháp làm được các như lai hứa khả các bồ tát khen ngợi thiện nam tử ta lại thấy khắp chúng sinh trong tất cả thế giới đó đều biết tâm họ đều biết căn bánh họ tùy theo ưa muốn hiểu biết của họ mà hiện thân thuyết pháp hoặc phóng quang minh, hoặc bố thí tài bảo đủ thứ phương tiện giáo hóa điều phục không có ngừng nghỉ, như từ phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Thiện Nam Tử ta chỉ đắc được Bồ Tát giải thoát hạnh phổ môn mau chóng này, mau chóng đến khắp tất cả mọi nơi, như các đại Bồ Tát trong khắp mười phương chẳng chỗ nào mà chẳng đến, cảnh giới trí huệ bình đẳng không khác biệt, kéo phân thân khắp cùng pháp giới, đến tất cả các nẻo vào tất cả cõi biết tất cả pháp đến tất cả thế giới bình đẳng diễn nói tất cả pháp môn đồng thời chiếu soi tất cả chúng sinh ở chỗ chư phật chẳng sinh tâm phân biệt ở tất cả mọi nơi không có chướng ngại mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam này có thành tên là đoạn la bát đẻ trong đó có vị thần tên là Đại Thiên, ngươi hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Bây giờ, thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát chánh thú, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi.